Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Mạnh Cường. Mình rất thích đi du lịch nên mình đã lập ra kênh du lịch của tôi MyChef để chia sẻ cho tất cả mọi người những cảnh đẹp quê hương, những danh lam thắng cảnh, những món ăn đặc sản của các vùng miền cũng như cuộc sống con người của những nơi mình đi qua. Mong các bạn đóng góp, chia sẻ để kênh mình ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy đăng ký, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Mình yêu tất cả các bạn.